Quán phở của anh Trần Văn Công hoạt động được 3 năm, mỗi ngày bán khoảng 400 tô, giá từ 40.000 đến 65.000 đồng. Còn rất bé mà khi đi học buổi sáng thì mẹ hay mua phở ở bên cạnh cho mình ăn đi học. Rồi từ lâu nó đã vào tiềm thức, đã thôi thúc cùng với những cái kinh nghiệm tôi đúc kết trong nghề phở làm bếp cũng như là nghiên cứu về, thì tôi có mở một quán phở. Cái kinh nghiệm để mà tôi có thể chọn được đó là bò, mùi thơm, thịt đỏ tươi, mình đụng vào thịt bò nó còn dính dính ở tay, thì xương nhỏ thì mình sẽ ninh 15 đến 20 tiếng, còn nếu xương lớn hơn thì có thể là thời gian lâu hơn. Tạo cái hương mùi thơm lên cũng nhờ các những cái thảo mộc, mình sử dụng quế, hồi, thảo quả, rồi một số gia vị tạo hương đặc trưng, mỡ béo, mỡ từ tủy thì nó sẽ làm cho cái vị thơm nó béo ngậy mà thơm hơn. Có hai món đó là tái nạm hoặc gân viên. Tô đặc biệt thì ở đây là có sườn. Sườn là cái món mà bán chạy nhất. Thứ nhất là mình phải lựa được cái sườn phải ngon, thì ninh sườn phải đảm bảo được cái thời gian để sườn không bị quá dai, không bị quá mềm. Một ngày quán bán hết 400 tô phở. Có 7 ngày thì 7 ngày ăn đủ hết. Phở ở đây thì ngon, thịt ở đây thì được tuyển chọn sụn đồ. Có gân, có thịt bò thì là nó mềm hơn. Còn mấy chỗ khác mà mình chín mà mình trụng kỹ nó dai lắm. Phở này có trụng kỹ nhưng mà nó mềm. Thì giá cũng cao á, nhưng mà mình ăn thấy ngon nên là xứng đáng chứ. Sườn được chế biến rất là ngon. Về phần nước dùng ở đây thì hương vị rất là đậm đà, vừa ăn